các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm thịt bánh mì nhanh gọn. Đầu tiên đó là mình ăn thịt này thôi, mình đã rửa sạch rồi. Mình rửa sạch. Cái này mình bỏ vô là đỏ một cần một cái rưỡi. Thịt thì mình rửa sạch với nước ấm và muối, sau đó thì mình khứa theo chiều dọc. Mình khứa cho đừng có đứt cái miếng thịt nữa, mình khứa tí xíu, không có dính da, không đứt da. Giờ thì mình làm gia vị để ướp thịt. Đây là mình cho khoảng một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu. Muối thì mình cho khoảng 2 muỗng cung cà phê. Thêm rưỡi nha các bạn. Đường một muỗng, thêm một chút xíu luôn. Đây là bột tỏi. Hai muỗng cà phê bột tỏi. Đây là một muỗng phi hương. Mình cũng cho khoảng 2 miếng cà phê. Mình trộn đều. Cái này nghe thì làm nhanh, ăn rất ngon. Chấm dầu rồi mình rưới lên chút thịt. Rồi mình bóp qua nó. Rồi thôi tầm chín giờ mất xa rồi. Cái này thịt ba chỉ thì mình mua rất ít mỡ. Đây, ngon mà rất ít mỡ, không có xương. Thì sau đó muốn cho cái màu nó đẹp ấy, thì mình bỏ cái bột cá xíu, một chút ở một bột cá xíu thôi, là cái da của nó. Cho trên cái mặt da của nó thôi.
Rồi đây mình giai đoạn ướp là xong. Thì đây mình để khoảng 3 đến 4 tiếng. Rồi sau đó mình đập. Cái sửng sôi, nước đã sôi rồi thì mình bỏ thịt vô mình hấp. Đây các bạn, mình sau 30 phút mình đã hấp xong hai cái miếng thịt để làm bánh mì. Bây giờ mình cắt ra nhé. Ngon các bạn, màu đẹp. Cắt mỏng. Với cái công thức này mình làm mình ăn rất là thơm, giống như bánh y là bánh mì Việt Nam. Giờ cái thịt đó mình cắt xong rồi, cái này chả lụa này cũng mình cắt, bây giờ mình nhét vô bánh mì. Đây, ổ bánh mì trắng. Cái này mình bỏ đi là ăn sáng. Ai cũng thích thích. Đây mình trát vô bánh mì tí bơ. Tùy theo bạn nào thích muốn ăn bơ nhiều thì trát nhiều, còn ít thì trát ít. Xịt vô tí xì dầu. Rồi mình bỏ ngò. Hành lá. Rồi tới mình bỏ chả lụa. Rồi bỏ thịt. Thịt tùy. Ai muốn ăn nhiều bỏ nhiều, ai muốn ăn ít thì bỏ ít. Mình bỏ vài miếng dưa leo. Ai muốn ăn thêm ớt thì bỏ ớt. Xong, mình đã làm xong cái ổ bánh mì Việt Nam. Đây mình đã làm xong cái ổ bánh mì rồi các bạn. Đây với cái công thức bánh mì của này đã mình đã làm xong. Thì các bạn nào thích thì coi và làm theo mình. Video đến đây mình xin kết thúc và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.